Hai, chào anh em, mình là Liêm Râu nha. Chào mừng anh em đến với vlog của mình. Thì hôm nay Liêm sẽ là review chiếc xe Liêm đang chạy nha. Cho anh một số anh em thắc mắc hỏi là anh Râu ơi, xe anh đang chạy là xe gì vậy? Review cho tụi em biết với. Thì xe Liêm đang chạy tên kỹ thuật đó là GSX 1300. Còn tên trong giới giang hồ thì nó gọi là thần gió Hayabusa. Tại sao nó có cái tên này? Tại vì người Nhật đó, họ làm ra chiếc xe này á, là dựa trên tên của một loài chim ưng khổng lồ. Nó có thể bay được vận tốc 320 km/h. Thì nên từ đó nó có cái tên là Hayabusa, giống như cái tên loài chim ưng đó. Thì về mặt thiết kế bên ngoài thì nói chung cái xe này gọi là ở thời điểm của nó ra nha, thì nó gọi là đỉnh của thiết kế khí đồng học. Và dàn áo của nó là hoàn toàn được thiết kế theo khí đồng học rất là kỹ càng, nên nó cũng phần đó nó có tên là thần gió. Về còn về mặt công nghệ thì nói chung là đời này thì nó cũng không có gì. Tại xe có Liêm mà đời 2010 nên thậm chí ABS nó còn chưa có mà. Dạ, mua luôn. Mấy anh em thông cảm, nếu mà có dính camera thì mấy anh em chịu xíu nha. Thì đời nói chung là đời 2010 ABS còn chưa có nha. Nhưng mà được con cái là công nghệ xu nó đi trước thời đại nên việc trợ lực nó có từ rất sớm lắm. Đời đầu tiên ra Haya nó đã có rồi mà. Phơm của nó thì đời 99 cho đến năm 2007 là một phơm. Lúc đó đồng hồ nó chưa có giới hạn điện tử nha anh em, nên mức điện tử của nó là 340 km/h. Còn đời này thì nó ký hiệp định với châu Âu rồi nên nó giới hạn điện tử, nên nó để còn có 280 km/h, nếu vét kim là được 300 á. Còn về công nghệ thì mình nói tiếp, đó là nó chỉ có trợ lực nè. Rồi phục trước phục sau cũng thường lắm. Phục số qua là phục hợp kim, phục dẫn tốt á, thắng tốc độ. Còn mod thì chế độ chạy của nó là có 3 chế độ chạy như Liêm đang chỉnh nè. Là Liêm chỉnh chế độ A là chế độ mạnh nhất là Super Sport. Nếu mà anh em chạy ở cái dòng này á thì mod A nó là một thế giới hoàn toàn khác so với mod B và mod C. Nó rất là mạnh. Và mức tiêu thụ xăng của Hayabusa nó là tầm 8 km/h/1 lít xăng. Đó là anh em chạy thành phố, còn nếu anh em chạy đường trường hay thoáng, cái anh em chung chạy không có gọi là môi trường thuận lợi thì nó khoảng 10 km/h/1 lít xăng. Chạy mưa quá mà không biết sao mình thích quay với mưa lắm nha, nó lãng mạn. Khoảng 8 km/h/1 lít xăng cho di chuyển ở đường thành phố, nên đối với đây là một chiếc xe gọi là cũng là gọi là hao xăng nhất á. Xe máy là hao xăng lắm á. Nói chung là về công nghệ thì Haya nó cũng chỉ có những cái công nghệ gọi là trung bình thôi, cũng không có quick ship, không có chất sành hết. Đời cao thì có, nhưng mà đời này thì có Liêm thì nó hơi cục bắp. Giá thị trường mà nếu anh em mua xe này đời mới bây giờ là bữa hổm Liêm đọc tới trên sân Suzuki á, là giá về tới Việt Nam ra thế hết là khoảng 650 tới 670 tùy showroom nó bán. Thì nói chung là giờ nó chưa đổi phơm nha, mà anh em có muốn mua dòng này á thì để năm 2019 mua đi, hấp dẫn lắm á. Ra 1500 cc chứ không phải là 1300 nữa nha. Công nghệ sức bền chậm có sẵn trên xe, được nghe như đó là hay quá ha. Đó là thần gió, vẫn mãi là thần gió ha. Thì còn về mặt kỹ thuật á thì nó không còn gì nữa hết. Nói chung là Haya thì nó cũng thường thôi, nhưng mà được có một cái á, tại sao nó có tên là thần gió, là vì cái lực kéo á, lực kéo nó sinh ra rất là khủng khiếp. Cái con số 197 horsepower ở cái thời điểm nó mới làm ra con này á thì nó đáng sợ thiệt. Nhưng mà bây giờ năm 2018 rồi, cái con số đó nó bình thường, nó không có cái gì gọi là gắt hết á. Nên cái này mà tại vì Liêm mạo hiểm lắm, Liêm mới chỉnh mod A nha anh em, chứ đúng là đường chạy mưa là nên đi mod C. Mod A chạy mà dặn mạnh là nó sấy bánh á, là ăn gà no luôn á. Thật sự mà nói thì con số 197 horsepower bây giờ nó thường, mấy xe anh em mà xe ngàn bây giờ nó là 200 mấy rồi, nên con số này mình không có bàn. Điểm mạnh của Haya chính là lực kéo, khi nó chạy nó có chớn rồi á thì nói chung là nó sản sinh ra một cái công suất khá là khủng khiếp. Nói chung xe đời cũ nhưng mà cái vấn đề 299 đối với nó là con số khá dễ dàng, không có gì gọi là phải mở giới hạn hay lát ISO hết. 299 là chuyện đơn giản, xe viên có thể đạt được vận tốc 320 km/h. Mà anh em nếu mà thuộc dạng dân chơi đam mê tốc độ á, thì biết mà, chạy bao nhiêu không quan trọng, mà cái con số quan trọng là cái con số bao nhiêu giây để bạn đạt được tốc độ 100 km/h và bao nhiêu giây bạn đạt được tốc độ 200 km/h. Đó, cái đó là cái con số quan trọng mà những dân này mà mất biết như idol Út Lượng Nguyễn á, thì ảnh mới thích những cái con số đó. Chứ còn như anh em như Liêm đây, Liêm chạy chứ là trải nghiệm thôi, thì Liêm không có quan trọng cái
100 giây mà lên được bao nhiêu km. Nói chung là không có dám nài đâu, mà phải rồ lắm, như anh Út đùa thì mới dám nài ở tốc độ cao được. Với lại đường Việt Nam mình nó muốn hưởng thụ mấy cái tốc độ đó phải thiếu những đường an toàn như là Bầu Trắng hay Đồng Môn đồ á, chứ còn đường đang không dám chạy đâu, chuối chuối rải đầy đường chạm khéo là lụm nải liền. Với lại công nghệ thắng của Hoa Gia nó cùi, nói chung là tới đời 2013 nó có mấy ABS lắm, nó không có gì gọi là đặc trưng hết á, cho nên mình không quan, không có review về cái chế độ thắng của nó. Hoa Gia thì thích nhất của nó là nó tích hợp sẵn bom mới chạy thôi, đặc biệt là mod 2 đây Superbot chạy vô cùng thích. Anh em chỉnh, anh em nếu mà có được chạy xe này rồi thì anh em chỉnh mod C và mod 2 nó là hai cái thế giới hoàn toàn khác nhau. Nó chạy, nói chung là nó thẳng ra là mod 2 nó chạy như con chó điên rồi, còn mod C nó chạy như con chó đừ rồi. Và nó có cái hay cái nữa là chế độ user, có nghĩa là khi anh em không chỉnh mod nào hết mà anh em để cho xe nó tự chỉnh á, thì nó sẽ tự thích nghi trên mặt đường anh em chạy. Ví dụ như anh em chạy vô đường kẹt xe á, chạy chừng nửa tiếng thôi là ra là nó chạy, nó thiệt chứ một chiếc Accenter mà chịu dặn chắc chạy cũng lại nữa, tại là y như là nó tự cảm nhận được cái đường đó là đường kẹt xe, nó sẽ chỉnh lại mod user cho thích hợp với lại cái xe, tiết kiệm xăng á, như nó nói đơn giản hiểu là tiết kiệm xăng á, cho anh em đỡ hao xăng, thì lúc đó xe chạy được. Bị mấy lần rồi mới ngộ ra được cái điều đó, và lúc đó mới lên trang web tìm hiểu à, thì ra là nó vậy. Nhưng mà nó ủa xe mình nó bị gì ta, tự nhiên cái chạy đường dưới dặn hoài mà nó lên à, thì ra là nó user, lúc đó nó sẽ tự chỉnh về cái mod mà thích hợp nhất vậy đó. Còn lại thì nói chung là Hai Gia nó không có gì hết à, mà quên nữa, mình sẽ nói tới một cái điểm yếu của Hai Gia cực kỳ yếu và đã từng trải nghiệm một lần, đó là đi chạy mưa. Chính cái thiết kế khí đồng học của Hai Gia là nó hại cái Hai Gia đi chạy mưa, lúc đó là cái đường gió đi sau là cái đường nước đi chang vậy á. À, ví dụ như cái chỗ nào mà nó ngập nước chừng qua mắt cá xíu thôi, nhưng mà các bạn chạy tốc độ cao mà các bạn lấn vô cái làn nước đó cái là bảo đảm bao té. Nó khí đồng học thì nó tuyệt vời khi chạy đường nắng nước, nhưng mà nói về trời mưa thì thôi bao té luôn, mình bao té luôn, mưa hổm xếp sẽ bị té lần rồi, mới có đóng quá 40 thôi đó, ngỏ xíu ăn chuối à, hổm nó chạy nhanh luôn. Nói nghe Hai Gia mà gặp trời mưa là theo ghi. Rồi về mặt kỹ thuật thì nói chung Hai Gia nó cũng không có cái gì gọi là vượt bậc hết, ngoài là cái lực kéo của nó là khá là tốt rồi, và tốc độ max speed của nó đối với một chiếc xe thương mại thì khá là cao. Tuy là xe mình đời cũ nhưng mà bây giờ nếu mà nói về max speed thì có những chiếc xe đời mới 2017-2018 vẫn phải là thèm thuồng á. Nhưng mà nói là mình nói về mặt kỹ thuật với mình thì mình không dám chạy đâu, nên anh em đừng gõ phím mình nha, tội mình nói là liêm râu mình sẽ chém gió đó. Đó là mình review về mặt công nghệ cho chiếc Suzuki thôi, không phải là PA gì. Thì nói chung anh em cũng biết mà, mình chạy xe gì mình ca xe đó xíu, cái ai mà chạy xe gì mà chê xe đó đâu. Thì nói chung là đây cũng gần cho tới nhà Liêm rồi, Liêm đi vòng để nói cho nó hết cái vlog này mà, chứ nãy quậy cho ngay kia là tới rồi đó. Nên chúc anh em một buổi chiều mát mẻ nha, mà mưa này mát chó gì được.